Khi chúng ta bước vào một không gian phòng tắm thì chắc hẳn là quý vị chúng ta sẽ dành nhiều cái sự chú ý với những cái sản phẩm vòi chậu này. Bởi vì sản phẩm này sẽ tạo được cái điểm nhấn trong mỗi không gian toàn xứ của phòng vệ sinh của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Ngọc Phương sẽ giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm vòi best seller của Inox. Đây là sản phẩm vòi chậu LFV612S đến từ bộ sưu tập S200 của thương hiệu Inox. Nếu quý vị muốn thiết kế một phòng tắm đẹp và chọn bộ thì có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác đến từ cùng bộ sưu tập S200 để có một không gian hoàn hảo nhất. Quay trở lại với sản phẩm của chúng ta thì LFV612S sẽ sở hữu một cái phần thân khá là cao. Cùng với đó là phần đầu vòi hướng ra bên ngoài giúp chúng ta có thể tăng thêm cái khoảng cách để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm. Phần chân vòi được tạo nên dựa theo ngôn ngữ thiết kế Volcano đặc trưng của Inox, tạo sự vững chắc cho sản phẩm, kèm với đó giúp chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh hơn. Một điểm nhấn về thiết kế ở trên các sản phẩm thuộc bộ sưu tập S-Series của Inox đó chính là màu xanh blue. Màu xanh blue này không chỉ tạo cái sự đặc trưng cho cái sản phẩm mà còn với đó giúp chúng ta có thể là thư giãn hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái màu xanh này. Và đặc biệt đó là nhắc nhở chúng ta là hãy trân quý nguồn nước hơn. Phần tay gạt được thiết kế rất khéo léo với phần lõm xuống và giúp chúng ta có thể dễ dàng nâng tay gạt chỉ với một ngón tay. Một điều mà Ngọc Phương rất là tin tưởng vào các cái sản phẩm vòi của Inox đó là chúng ta sẽ sử dụng đó là chất liệu đồng đúc nguyên khối, không chỉ chắc chắn mà còn an toàn. Bên cạnh đó thì bên ngoài sản phẩm sẽ được ứng dụng công nghệ mạ Inox Diamond Flat với 3 lớp mạ đó là Nikken Chrome với độ dày tiêu chuẩn Nhật Bản thì không chỉ giúp cho sản phẩm chúng ta có một cái màu sáng bóng cao cấp mà giúp cho chúng ta là gì ạ? Cái độ bền chúng ta không bị bong chóc cũng như là xỉn màu của sản phẩm. Nếu trước đây với những dòng sản phẩm cũ mà chúng ta sau một thời gian sử dụng thì các chất cặn bẩn sẽ bám vào bên trong khiến chúng ta rất khó thể là di chuyển cái sản phẩm này. Nhưng đối với công nghệ mới của Inox sử dụng công nghệ Inox Inner Excellence, sử dụng hai đĩa sứ bên trong và kèm với đó là hai đĩa sứ sẽ có một lớp chân không ở phía giữa giúp chúng ta có thể ngăn ngừa các cái chất cặn bẩn bám vào và chúng ta có thể dễ dàng chúng ta vận hành một cách trơn tru mượt mà cái sản phẩm này trong suốt vòng đời. Tiết kiệm nước hơn với công nghệ Eco Care. Đầu vào sụp ký có thể điều chỉnh góc 6 độ để thay đổi tia bắn phù hợp với mục đích sử dụng. LFV612S có thể kết hợp hoàn hảo với 26 mẫu chậu Inox. Và nếu nhà quý vị chúng ta đang sử dụng các mẫu chậu Inox mà muốn thay đổi về mẫu vòi thì chúng ta có thể tham khảo ngay nhé. Nếu quý vị chúng ta còn những câu hỏi thắc mắc chúng ta vui lòng comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.